Không nào, Gorek. Gorek ngay Việt thừa. Gorek Min, để xem ai đồ đánh y giờ này xem nào. Gorek Min không biết có nghĩ ra cái bài gì mới cho anh em xem không. Đó, những trận pan nhiều dân rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến một trận Gorek của idol Tintin. Hay quá nhỉ. Hey, Dĩ bị bắt về rồi, chào anh Dĩ Men Fuse một lần nữa. Xin chào anh Vũ Hưởng. Đến sớm thế mà ngồi sóc dần thì bạn cũng ngoảnh rồi. Chào anh Vũ Hưởng nha. Chào anh Nguyễn Hoàng Long. Gặp No Way như hôm qua thì khả năng toàn. Chờ đợi xem. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái trận đấu cầm Greg này xem nào. Đấy, em vẫn thích xem idol Tintin cầm Greg cơ. Thậm chí anh Tintin là vâng, được mệnh danh hoàng tử Greg ở trong ngao làng luôn ạ. Cầm Greg rất khỏe. Hoàng tử Greg nghe nó oách không? Địa chế Hy Lạp. Để xem trận này anh có múa được thắng không nào? Có đánh y đánh nghèo gì không? Hay là có một cái bài gì mới? Inoan cẩn thận lên thẳng cung A là nhọc đấy. Inoan lên cung A thì Greg có khỏe mấy thì cũng thua thôi. Mà phải xem anh em ơi. Em rất thích anh xem anh Tintin cầm Greg. Bài hy vọng là không khung tí để idol khung nhà idol đánh y thì xem nó càng cuốn. Chào anh Lâm nhá. Em người quê Hà Tĩnh anh ơi. 5L chảy đều. Để xem. Nếu mà đánh chém thì nó lại hơi tốn vàng anh em ạ. Đánh y thì em thấy nó hợp lý hơn. Đánh chém thì nó tốn vàng lắm. Mã map la thì nó không được nhiều vàng đâu. Nhiều khi đang đánh mà hết vàng lại thua. Nên là mình mà đánh được con y thì ngon. Nhưng mà để mà đối đầu với Minoan, sợ rằng Minoan lên cung A mất anh em ạ. Đấy, Minoan mà lên cung A thì những con y sẽ phê. Mà bây giờ đánh chém thì hơi tốn vàng. Để xem idol Tintin sẽ xử lý như thế nào. Phải xem mới biết được anh em ơi. Nói cùng cứ phải xem đã. Đợt này idol quay trở lại thì sẽ có nhiều cái bài mới đấy. Để chúng ta học hỏi. Em cũng học hỏi được anh Tintin rất nhiều bài đánh. Bây giờ vẫn áp dụng và vẫn thắng anh em nhé. Chứng tỏ là cái bài đánh của ông Tintin là hiệu quả, chứ không phải là do là trình ông ấy cao ông mới đánh được như này đâu. Bài đánh hiệu quả. Đã từng xem Tintin và áp dụng những cái bài đấu của Tintin vào thực chiến và vẫn thắng nhé. Đấy. Thậm chí thắng người hơn trình mình luôn. Ví dụ như em đấm anh ta thu hàng ngày vậy. Đấy. Ai vâng hỏi thì lúc nào ai cũng bảo tha thu khỏe hơn nâu đá, nhưng mà gặp nâu đá lần nào là bị đấm lần đấy. Thế nên mình là hay. Chúng có bạn Tuấn Hùng. Chào anh Thuận Đô Mi. Hôm qua cái thủ Forever thua anh ạ. Thua 3 năm. Và game thủ Forever xuống nhánh thua sẽ gặp game thủ Lê Idol đến từ AOE Đam Mê. Đấy, không biết anh em Đam Mê có ai đang xem không, thì có thể báo về cho Lê Idol là Lê Idol sẽ chuẩn bị gặp game thủ Forever nhá. Ở nhánh thua. Chào anh Đoàn Tuấn Anh. Cái tia khả năng bị tê à. Ôi 55 like rồi. Tuyệt vời, cảm ơn mọi người đã giúp em đã đạt được con số like ngày hôm nay. Hy vọng là anh em có thể giúp được những cái lượt theo dõi fanpage nữa thì đẹp tuyệt vời. Toàn nói lời thật thì anh Thành nghe thì chỉ biết gật gù thôi chứ biết nói gì hả Tuấn Hùng ơi. Ngày xưa đánh được cái bài đấu 1L lên 4 của idol Tintin anh em ạ. Học được cái bài đấy lên mạng múa phải gọi là sắc nét luôn. Kata 1L lên 4 áp dụng được cả đánh 22 nhá, solo 22 cũng áp dụng được. 1L ra phút 20 kích 4 nó đều như vắt chanh vậy. Anh Thành gặp là khóc thét. Chủ tịch hiệu Lê vừa mới xuất hiện trên livestream đấy. Nhưng mà chủ tịch hiệu Lê thì bây giờ đi làm rồi. Chào bạn Đỗ Thanh nhá. Đây rồi, bạn Đỗ Thanh rồi. Không biết bạn đã mua hướng dương chưa? Cái mình ít người xem nhỉ? Tại vừa quay lại anh ạ. Vừa mới quay lại like nên là đang ít người xem. Hy vọng là anh em ủng hộ bằng những lượt like này, chia sẻ này. Đấy. Tặng sao chẳng hạn, như là anh Nguyễn Văn Thành đây vừa gửi tặng cho Ao Làng là 99 sao. Quá tuyệt vời, thả tim cho idol cái. Tuyệt vời quá.
Cảm ơn anh rất nhiều nha. Đấy, tặng sao phát nổ hoa, nổ pháo hoa tưng bừng luôn. Hay quá anh ơi. Đấy, tặng sao like với cả theo dõi giúp em nhé mọi người ơi. Để chia sẻ cái luồng livestream này để cho nhiều anh em vào theo dõi hơn nữa. Những cái kèo đấu rất là hay. Đấy, được cái là tự tin là những kèo đấu vào làng cực kỳ hay anh em ạ. Sớm muộn gì cũng sẽ đông người xem thôi. Hay tường thuật một cách rất là chu đáo đến với mọi người thì tội gì mà anh em không vào xem đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Hello tha thua rồi, hello tha thua tí nhớ chờ em nhé rồi. Xong rồi sợ rồi lại cứ bảo là muộn quá thôi anh đi ngủ trước đây các kiểu. Nhưng mà thực ra lại có dám đánh đâu. Tuấn Hùng thấy tôi nói có hợp lý không ạ? Ủa trận này lại kích đời rất là muộn rồi. Ôi 32 dân. Hai đồ lại 32 dân rồi. 32 cộng 1 luôn. Kích đời vẫn chưa được đâu. Thành ra cả ruộng nữa. Xem nào. kích rồi. Như vậy là 12 phút 35, 34 dân của Greg. Kích 12 rưỡi mà 34 dân. Thế thì bằng game thủ Tuấn Hùng thôi. Nhưng mà Tuấn Hùng F25 dân thì được 12 rưỡi. Trong khi game thủ Tin Tin F12 rưỡi thì là 34 dân. Thế này thì có chắc chỉ ngang Tuấn Hùng thôi. 30 cộng 4 à. Ôi giời ơi, càng qua nhỉ. Trận này thì có lẽ là idol biết là gặp Minoan cũng khó nên là idol đánh bừa đây. Thử một trận nhiều dân xem có thắng được không. Chứ còn idol xác định là thôi trận này chẳng là khó. Gặp Minoan khoai quá. 34 dân bằng 12 rưỡi. Xem rất thú vị anh em ạ. Xem giải ao làng mỗi một hôm, mỗi một kèo lại có một cái cảm xúc khác nhau. Chúng ta xem hôm qua xem cặp Tuấn Away và Forever thì cực kỳ cân, cực kỳ căng. Đấy. Hoặc là xem cặp Lê Idol và game thủ Hùng Mít thì lại rất nhiều tiếng cười. Bây giờ xem Idol Tin thì lại liên tiếp phải há hốc mồm trước những cái pha vâng sóc dân của Idol. Đánh 34 dân thì chỉ có anh Tin mới đánh thôi. Không có ai trong cái sới này đánh như vậy cả. Đóng y hay là đánh cái gì đây? Sóc dân thì vẫn là miệt mài và ăn thêm đồ bên ngoài nhá. Đây là một cái chi tiết rất là hay anh em ơi. Anh em để ý, đó là kết hợp ăn hoang và đắp ruộng thì nó rất khỏe. Chứ nếu mọi người vẽ ruộng không thì nó cũng khỏe nhưng mà nó chậm, nó không thể lên nhanh được. Chứ kết hợp với một pha ăn hoang như thế này thì lực sẽ lên cực kỳ nhanh. Sóc dân, sóc quân siêu đều. Đấy, phút 16 rưỡi là có 41 dân rồi này. Trận này mà kích 4 được thì có lẽ kích khoảng đó đó là vâng tăng L rồi. Kích khoảng đó đó phút thứ 18, 19 gì đấy kích được 4. Nhưng mà anh Tin Tin là quyết định sóc châu chém rồi anh em ạ. Châu chém đối đầu với cung Nga của Minoan. Cung Nga Minoan đã lên xong. Bây giờ mà game thủ Salem đẩy luôn. Bây giờ game thủ Salem đẩy luôn thì ngon. Anh phải đẩy luôn. Chứ anh chỉ cần chờ khoảng 5 phút, không, 2 phút, 3 phút nữa thôi thì khả năng không đẩy được nữa. Bởi vì đơn giản Greg lúc đó sóc khoảng 4L và nâng cấp công 4 đầu máu thì rất khó để cho những con cung Amino có thể đẩy được. Và anh em có thể thấy là anh Tin Tin đã chủ động đi dò vàng rồi anh em ạ. Biết là đánh chém tốn vàng nên anh đã đi một vòng ngựa dò và tìm hết những bãi vàng trên bản đồ rồi. 4 bãi thì anh sẽ bú hết để có thể sóc chém trong trận đấu này. Nâng cấp được công 4 chưa và nâng cấp được cái đầu máu chưa. Đấy, ngạc nhờ. Đánh này mà gặp game thủ nào mà cửa dưới thì rất là đau đầu. Không biết làm cái nào thắng được. Gặp hàng khỏe thì có lẽ là nhiều anh em sẽ xử lý được thôi. Nhưng mà gặp ví dụ hàng mà cửa dưới mà gặp idol Tin Tin thì đau đầu lắm. Đánh kiểu gì cũng ra thua. Thế là nhiều khi nó hơi bị cay. Nâng hàng chục công nghệ rồi cả. Trước bị anh Tin Tin lừa kèo fan AC cũng được cay thật. Giờ chắc phải lại không khét kèo này thôi. không gạ được đâu, Hùng Két vẫn khỏe lắm. Nói chung Hùng Két bây giờ chỉ có đánh cân thôi. Chứ bây giờ mà chấp kèo Hùng Két thì Hùng Két chả mút ngay. Xây cách cả một cái ruộng thế kia.
Rồi 3L rồi anh em ạ. Nhưng mà đã chưa nâng cấp được cái chém 4. À chưa nâng cấp được cái đầu máu chứ, chém 4 rồi. Quên. Minoan vẫn chưa đẩy, Minoan vẫn chưa đẩy anh em ơi. Min mà đẩy hay thì vẫn thắng được bình thường anh em ạ. Ôi ơi, lọt này. Trời ơi, đau 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 đau. Tuần lọt này có khả năng sẽ là mấu chốt của trận thi đấu này. Một tuần lọt đau anh em ạ. Khả năng là gãy rồi. Tuần này gãy 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 gãy. Không Nga có anh không đẩy thì bây giờ sợ rằng không còn cơ hội mà đẩy nữa. Bởi vì đã bị lọt nhà rồi. Bây giờ đẩy những ngần đấy cũng Nga lên bị bắt nốt thì cũng thua thôi. Nhưng mà thôi cứ phải đẩy chứ. Bắt nốt ngần này chém lên xong đẩy tên cuối anh thôi. Xem tình hình nào. Có được không? Căng quá nhỉ. Chào sếp Trần Hậu Long nhé. Đúng rồi anh ơi. Chào anh Nguyễn Quốc Cường nhá. Đặc sản đây rồi à. Đấy, anh Nguyễn Quốc Cường vào muộn tí là không được xem idol thi đấu đâu. Anh em vào sớm sớm mới được xem idol múa chứ còn vào chứ chậm tí là idol múa múa xong ngay. Nhanh lắm anh em ạ. Tối nay thì vẫn còn rất nhiều cặp đấu anh em ơi. Tối nay vẫn còn rất nhiều cặp đấu. Mọi người đừng quên là hãy chờ đợi để chúng ta theo dõi anh em nhé. Chờ đợi chúng ta theo dõi các cặp đấu khác nữa. Chứ không riêng gì có mỗi cặp này đâu. Còn nhiều cặp đấu phết. Thì chúng ta có thể theo dõi. Ui 5L rồi. Đầu máu như đã được nâng cấp rồi thì phải. Có đầu máu rồi. Khổ nạn lắm. Rồi bây giờ thì đẩy quân đây này. Nhưng mà khả năng tuần này sẽ bị bắt. Bởi vì chém của Greg còn đang rất đông. Anh nếu như anh công Vương Thành tuần này mà đẩy sớm sớm cũng Nga có đẩy luôn thì khả năng tươi. Đẩy hơi muộn đâm ra để cho game thủ tin bây giờ khỏe quá rồi. Vậy, lại nhà chính mới lại bú thêm vào. Bắt cung Nga dọc đường và tách chém vào móc máy trong dụng chính. Anh thế thì đỡ thế nào được. Vẫn bắt chém móc máy được. Chịu. Thôi quýt. Quýt đúng không? Đánh thế chịu rồi. Khoai quá nhờ.